Kính chào quý vị và thân hữu. Người ngồi bên cạnh tôi là nhà tôi, đã từng giúp tôi rất nhiều trong việc giáo dục, nhất là viết sách. Do tình cờ tôi được biết Học viện Công dân, do tình cờ tôi được biết Tiến sĩ Nông Duy Trường. Khi tiếp xúc chúng tôi có đặt một vài câu hỏi. Tiến sĩ Nông Duy Trường đã trả lời tôi thỏa đáng. Là làm văn hóa, là góp phần vào kho tàng học thuật, không màng cái khác. Thưa quý vị, lúc đó tôi hơi ngạc nhiên. Trong lúc biết bao thanh niên, biết bao thiếu nữ học vấn cao siêu, chỉ hối hả tìm việc làm, kiếm tiền, kiếm danh, kiếm địa vị, mà lại có người nghĩ đến cái ngày mai. Tôi nói với Tiến sĩ Nông Duy Trường rằng, nếu anh chị và nhóm giữ đúng nguyên tắc này, tôi Đỗ Khánh Hoan sẽ ủng hộ vô điều kiện. Tôi chắc rằng việc làm của người trong Học viện Công dân không vô ích, mà có lợi, mà có ích cho xã hội, cho đất nước. Mấy ngày nào đó thôi, chúng ta hai bàn tay trắng, mà đến bây giờ chúng ta đã có mấy chục tác phẩm đóng góp vào cho xã hội, cho đất nước. Tôi nghĩ đó là điểm khích lệ. Đó là điểm khiến Học viện Công dân và người điều hành học viện tự tin là việc mình làm đúng, việc mình làm có ý nghĩa, việc mình làm rồi ra sẽ có giá trị. Thưa, đây là toàn bộ tác phẩm của Plato do Học viện Công dân xuất bản. Trong này là 30 cái đối thoại triết học của Plato. Tôi đã dịch hết sang tiếng Việt để người mình thưởng lãm, để Plato không còn xa lạ với chúng ta, để chúng ta hiểu cái quan niệm triết học của Plato về con người, về cuộc đời, về xã hội, về linh hồn, về thể xác như thế nào. Tinh hoa của nước nào cũng vậy, đều ghi lại trong sách vở. Cái khôn của nhân loại đều ghi lại trong sách vở. Nếu chúng ta không đọc sách thì chúng ta không hiểu cái khôn ngoan, cái tinh hoa đó như thế nào. Tôi do tò mò, do nghề nghiệp mà đi vào hai địa hạt, thấy mình lạc lõng, thấy mình cô đơn. Vì vậy tôi kêu gọi mọi người góp tay để chúng ta có một cái kho tàng khả dĩ truyền lại cho con cháu, không bị thiếu hụt, không bị vắng vẻ. Đây là cái mong ước của tôi.